Xin kính chào các quý nhà đầu tư. Hôm nay phiên giao dịch ngày 7 tháng 3, thị trường có những tin tức đáng chú ý ngay sau đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, chỉ số Dow Jones tăng 40.47 điểm, tương đương 0,12% lên mức 33.431,44 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,07% lên mức 4.048,42 điểm. Còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,11% xuống 11.675,74 điểm. Nhà đầu tư đang chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba ngày 7 tháng 3 và thứ Tư ngày 8 tháng 3. Những nhận định của ông Powell sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ về chiến dịch nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương, đồng thời họ có thể xác định thị trường sẽ đi về đâu từ đây. Với việc Nghị định 8 về trái phiếu doanh nghiệp được ban hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản, tâm lý thị trường cho thấy dấu hiệu hưng phấn ngay từ đầu phiên. Bằng chứng là VN Index đã tăng hơn 12 điểm ngay từ những phút đầu phiên và sắc xanh được giữ vững cho đến cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đóng cửa ở mức 1.037,84 điểm, tăng 10,66 điểm, tương ứng 1,04%. VN 30 đạt 1.027,16 điểm, tăng 12,9 điểm, tương đương với 1,27%. Tài nguyên cơ bản, chứng khoán và thực phẩm đồ uống là ba ngành tích cực nhất thị trường trong phiên ngày hôm nay, với một số cổ phiếu tiêu biểu có thể kể đến như là Masan tăng 5,2%, SSI tăng 3,5%, HPG tăng 3,4%. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với hai phiên trước đó. Một điều tích cực nữa trong phiên ngày hôm nay là khối ngoại đã bắt đầu mua dòng trở lại với tổng giá trị lên tới khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, họ mua dòng STB với giá trị 66 tỷ đồng, CTG với giá trị 40 tỷ đồng, HDB 37 tỷ đồng, HSG 25 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại bán dòng HPG với giá trị 53 tỷ. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đến với phần tin tức đáng chú ý trong nước. Ngày 7 tháng 3, liên quan tới vụ công ty cổ phần kinh doanh F88 đang bị cơ quan công an kiểm tra, đại diện công ty cổ phần Thế giới di động, chủ hệ thống của Thế giới di động và điện máy xanh cho biết đã gửi yêu cầu phía F88 giải thích chuyện gì đang xảy ra, đồng thời tạm thời ngưng hợp tác với F88. Theo giải thích từ Thế giới di động, trong thương vụ hợp tác với F88, Thế giới di động chỉ làm trung gian kết nối giữa F88 và người có nhu cầu vay. Các thủ tục vay, xét duyệt, lãi suất, thời hạn trả nợ đều do phía F88 thực hiện. Bên cạnh đó, một tin tức khác cũng đáng chú ý. Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, thu ngân sách từ đầu năm đến nay của cả nước giảm tới 19,4% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, nguồn thu từ nhiều địa phương trọng điểm về hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm sâu. Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 2, toàn ngành hải quan thu ngân sách nhà nước đã đạt 29.300 tỷ đồng, nâng tổng số thu trong 2 tháng đầu năm đạt 56.330 tỷ đồng, bằng 13,2% dự toán và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, nguyên nhân giảm thu là do kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế của cả nước giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu chịu thuế đạt 17,3 tỷ đô, giảm 15,4%, kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế đạt 1,03 tỷ đô, giảm khoảng 23%. Đáng chú ý, nhóm các mặt hàng nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất như than hay là sắt thép và kim loại các loại, hóa chất chiếm 39% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế giảm từ 10 cho đến 50%, kéo theo thu ngân sách giảm khoảng 5.700 tỷ đồng. Tiếp theo đây sẽ là phần tin thế giới. Giá nhà ở Mỹ đang điều chỉnh, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc khủng hoảng nợ vay thế chấp có thể tái xuất hiện khi nghĩa vụ nợ thế chấp CDO gia tăng. Lãi suất vay thế chấp ở Mỹ hiện giảm so với mức đỉnh nhưng vẫn cao gấp đôi so với thời điểm đầu đại dịch COVID-19, làm nhu cầu về nhà ở sụt giảm. Sau khi quy mô thị trường nhà ở của Mỹ đạt đỉnh ở mức 47.700 tỷ đô vào tháng 6 năm 2022, thì đến cuối năm 2022, giá trị này đã giảm khoảng 2.300 tỷ đô, tương đương với mức giảm là 4,9%. Đây là mức giảm lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ cuộc khủng hoảng nhà ở năm 2008. Đáng lưu ý, giá bán nhà trung bình tháng 1 năm 2023 là hơn 383.000 đô trên một căn hộ, giảm khoảng 11,5% so với mức cao nhất là hơn 433.000 đô hồi tháng 5 năm 2022. Nguyên nhân có thể là do người mua nhà ở Mỹ vốn đã phải đối mặt với mức giá cao kỷ lục, lại còn chịu thêm ảnh hưởng từ lãi suất thế chấp tăng hơn gấp đôi trong năm ngoái, chủ yếu là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục nâng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé!